Theo thống kê, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trung bình cứ 3 phút lại có một ca tử vong do đột quỵ. Tại Việt Nam, mỗi năm có 200.000 ca mới, hơn 11.000 người tử vong và 100.000 người bị tàn phế do đột quỵ. Tỷ lệ tái phát đột quỵ từ 15 đến 40%. Xu hướng của bệnh đã thay đổi. Trước đây, chủ yếu xảy ra ở người trên 60 tuổi. Hiện nay, bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa, thậm chí dưới 20 tuổi. Nguy cơ đột quỵ có hai nhóm khác nhau. Nhóm 1 không thể can thiệp như tuổi càng cao, nguy cơ đột quỵ càng cao. Nhóm 2 có thể can thiệp được bằng cách sử dụng thuốc, điều trị ổn định các bệnh lý huyết áp, van tim, loạn nhịp tim, rung nhĩ. Nếu bị các tình trạng trên, người bệnh tuyệt đối không được bỏ thuốc điều trị. Người béo phì, thừa cân, lười vận động cần thay đổi lối sống, giảm cân, ăn uống khoa học và tăng thời gian luyện tập trong tuần. Hiện nay, chuyên ngành đột quỵ trên thế giới đã xây dựng quy tắc rất dễ nhớ để cảnh báo các dấu hiệu sớm, giúp cộng đồng có thể phát hiện và đưa người bệnh đi can thiệp kịp thời. Đầu tiên là chúng ta phải cần phải hiểu các cái dấu hiệu để mà mình phát hiện đột quỵ sớm. Thì thực ra theo chúng tôi mà nghiên cứu cũng như là điều trị thì nó có khá nhiều các cái triệu chứng. Tuy nhiên ở góc độ một người dân mà quan tâm đến sức khỏe thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến những cái triệu chứng chính mà đã được các nhà khoa học nó tổng kết lại bằng cái cụm từ trong tiếng Anh gọi là FAST, F-A-S-T. Đấy, thì trong đấy chữ F đấy là khuôn mặt, face. Thì ở những người đột quỵ ấy, thì chúng ta nếu mà để ý kỹ là thấy khuôn mặt của họ bị lệch do một bên lành nó kéo sang, cái bên bị yếu ấy, nó sẽ bị cơ, nó sẽ bị nhẽo, thì cơ bên lành mạnh nó sẽ kéo sang. Chúng ta sẽ thấy là mắt của bệnh nhân có thể bị lệch này, rồi mũi có thể bị lệch này, miệng có thể bị kéo một bên, các cái cơ nó co kéo sang một bên. Đồng thời là khi ăn, khi uống chẳng hạn là một bên miệng là nó sẽ bị chảy ra. Thì tóm lại là về khuôn mặt là nó bị lệch. Cái thứ hai là chữ A. A là arm, tức là cánh tay. Đấy là nói về một bên thân người, có thể một cánh tay, cẳng tay, bên chân, tóm lại là một nửa bên thân người. Thông thường của nó bao giờ khi đột quỵ thì nó cũng thể hiện rõ ở một bên, chứ ít khi là nó cân bằng ở hai bên lắm. Thì một bên người là có thể là yếu này, tức là cảm giác nó tay chân tự nhiên nó thõng xuống, rồi là nó di chuyển nó khó khăn, hoặc là thậm chí nặng hơn là bại, là liệt, thậm chí là một bên người là không di chuyển được nữa. Thì đấy gọi là arm, tức là một nửa bên người bị yếu hoặc bại hoặc liệt. Đấy là cái dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba là chữ S, tức là speak, tức là giọng nói. Thì chúng ta lúc này là những người mà bị đột quỵ ấy, thì kể cả nhẹ nhất thì cái giọng nói nó cũng bị ngượng, nó không mượt mà, nó không trơn tru nữa, chứ cảm giác nói nó hơi ngọng, hơi khó. Nếu nặng hơn nữa thì có thể là khó nói, hoặc là nặng hơn nữa thậm chí cấm khẩu không nói được nữa. Đấy là ba cái nhóm nguyên nhân chính mà mình, ba cái dấu hiệu chính để mình có thể thấy người bị đột quỵ. Thế còn chữ T cuối cùng là người ta đưa vào để đánh giá, tức là việc khi mà bị đột quỵ thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải chạy đua với thời gian. Thì ở đây khi mà gặp các tình huống như vậy thì chúng ta cái cách xử trí như thế nào? Chúng ta phải lưu ý là tránh các sử dụng các cái biện pháp mà cứ lan truyền mà nó không có tác dụng cụ thể. Ví dụ như là chích máu này, hoặc là cho ăn cái này, cho uống cái kia, là dùng các cái viên an cung chẳng hạn, hoặc là rất nhiều biện pháp dân gian mà mọi người cứ hay lan truyền nhau, nhưng thực tế thì nó đều không có tác dụng và nó làm giảm cái thời gian để mà cứu chữa bệnh nhân. Ở đây chúng ta chỉ cần lưu ý hai điều. Thứ nhất là kiểm tra xem cái nhịp thở của bệnh nhân vẫn còn thở được, thế là tốt. Cái thứ hai là nhịp tim vẫn có mạch, đảm bảo về hô hấp và tim mạch và vẫn còn hoạt động. Và mình kiểm tra xem trong cái đường thở của bệnh nhân, trong miệng nó có vấn đề gì, nó tắc hay không, hoặc là có thể có bị chèn ép hay không, thì chúng ta cần giải phóng cái chèn ép ở đường thở. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân lại không thở được hoặc là nhịp tim nó không có thì chúng ta phải tiến hành gọi là hô hấp nhân tạo để đảm bảo là không bị chết não, tức là vẫn hà hơi thổi ngạt, rồi là ép tim ngoài lồng ngực. Và nhiệm vụ tiếp theo chỉ là nhanh chóng bằng mọi cách có thể đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, đến các đơn vị đột quỵ gần nhất. Thậm chí là chưa đợi có xe cấp cứu thì mình có thể là dùng các cái xe của gia đình để nhanh chóng đưa bệnh nhân đến các cái đơn vị điều trị đột quỵ để có cái cách điều trị hợp lý nhất, chứ chúng ta không cố bằng cách xử trí bằng cách này cách kia, lỡ cái thời gian vàng để mà có thể cứu sống cũng như là giảm bớt các cái di chứng, các cái ảnh hưởng của đột quỵ. Cũng theo bác sĩ, tế bào não sẽ chết chỉ trong vài phút nếu không được cấp máu hoặc oxy. Đối với đột quỵ thiếu máu não, khi mạch máu lớn trong não bị tắc, cứ mỗi giây trôi qua có 32.000 tế bào não chết và cứ mỗi phút trôi qua sẽ có 1,9 triệu tế bào não chết. Cứ mỗi giờ trôi qua, số tế bào não chết tương ứng mất đi 3,6 năm tuổi thọ của người bình thường. Đó là trong trường hợp người bệnh may mắn sống sót. Do đó, việc sơ cứu nhanh chóng và đúng cách đóng vai trò vô cùng quan trọng.